các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô cùng các em sẽ ôn tập đề cương thi học kỳ 2 năm học 2020-2021. Em vào phần thứ nhất. Now find the words which has a different sound in the past underline. Number 1. Bicycle. Exciting. Favorite. Wiley. Chúng ta chọn đáp án C. Tất cả các âm Y hiện đều phát âm là I, còn âm câu C phát âm là Y. Câu 2. Tất cả các âm phát âm là O, opening, go, boca. Còn câu A là O, doctor. Em chọn câu A. Câu 3. Father, earth, boat, marathon. Vậy các em chọn câu A. Number 4. Em chọn câu B. Repeat. Còn những âm còn lại là ear. Number 5. Hair, fair, repair, speaker. Em chọn đáp án D. Now next please choose the best answer. A, B, C or D. Number 1. If we waste paper, we will sell lots of trees. Em chọn đáp án B. If we recycle waste paper, we will sell lots of trees. Number 2. You can save money while shopping by only buying what you need. Number 3. What can we do to reduce air pollution? Em chọn đáp án D. Number 4. Why do you often forget to turn off the light? Em chọn đáp án D. When you go out the classroom. Number 5. If we plant more trees in the school land, the school will become a greener place. Greener place. Em chọn đáp án D. Number 7. My brother and I will give last year clothes to charities instead of throwing them away. Em chọn đáp án C. Number 8. Walking to school will help reduce air pollution. Em chọn đáp án A. My sister hasn't left home for school yet. Câu này thì hiện tại thành kem chọn đáp án B. Number 10. I'm set them in one of the most peaceful city in the world. Em chọn đáp án C. Number 11. Although the film is late, I will wait to watch it. Em chọn đáp án D. Number 12. My father first visited Đà Lạt in 2010. Em chọn đáp án A. Number 13. If the weather is good, I will go camping with classmates. Em chọn đáp án A. Câu điều kiện lại 1. Number 14. Which one is different? Boxing, cycling, skiing là các môn thể thao. Vậy các em chọn đáp án C. Traveling. Find the word which has a different sound in the past and the line. Brother. This. Clothes. Top. Vậy các em chọn đáp án C. Top. Now read the text and answer the question below. A robot cannot think or do things alone. People use a computer to control it. Today, robots are not very popular because they are too expensive, but they are very useful. They can help us save a lot of time and work. A robot can do the same work for 24 hours, and it does not complain or get tired. In the future, scientists will design many types of intelligent robots. Their robots will be able to do many more complicated things. However, some people do not like robots. They fear that one day robots will be too powerful. Now you answer the question. Number 1. Why do people use a computer to control a robot? Now, the answer. A robot cannot think or do things alone. Now number 2, what can a robot help us? A robot can help us save a lot of time and work. A robot can do the same work for 24 hours. Number 3, a robot chip are expensive. They are expensive. Number 4, do all people like robots? No, they don't. Now next, please. Use the words in the box to fill the task below. VTV One Ear, national television channel in Vietnam, is a 6 million viewer
because it offers many different interesting programs. The 7 o'clock news tell people what is happening in Vietnam and the rest of the world. Comedy brings a lot of laughter and help people relax after a hard working day. To the correct answer, ABC only to complete the passage. Number 1. Nếu con người không thở, họ sẽ chết. Em chọn đáp án gì? They will die. Number 2. Nếu con người thở không khí bẩn, chúng ta chọn đáp án gì? Number 3. Cây trồng và động vật cũng cần không khí sạch. Em chọn đáp án A. Number 4. Làm cho không khí bẩn. Em chọn đáp án A. Make the air dirty like car, motorbike and factories. Rewrite these sentences. Em viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Now number 1. We will roughly visit the band in the future. Em viết lại câu như sau. We might visit the band in the future. Might cộng với động từ nguyên mẫu diễn tả một hành động có thể hoặc có thể xảy ra tương lai, có thể hoặc không nha. Rồi number 2, in the future, home robots can do our homework. In the future, home robots will do our homework. Rồi number 3, câu điều kiện loại 1. If we pollute the air, we have breathing problem. Number 4, no lake in Hanoi is larger than the West Lake. Câu đề là Hồ Tây là cái hồ lớn nhất ở Hà Nội. Vậy thì không có một cái hồ nào ở Hà Nội lớn hơn cái Hồ Tây. Now number 5. We will plant more trees. The air will be fresher. If we plant more trees, the air will be fresher. Now number 6. We will use fewer car. If we will use fewer car, we will reduce pollution. Các em lưu ý cho cô, câu 5, câu 3, câu 5, câu 6 là câu điều kiện loại 1. Mệnh đề if các em sẽ chia hiện tại đơn và mệnh đề chính các em sẽ chia thì tương lai. Nào bài cuối cùng, supply the correct form or change of verb in brackets. Câu 1, các em lưu ý cho cô câu 1, câu điều kiện loại 1, mệnh đề if các em chia ở hiện tại đơn và mệnh đề chính các em chia ở tương lai đơn. Câu 2 thì hiện tại hoàn thành ở dạng câu hỏi, các em mượn em đảo have và lên trước chủ ngữ. Have you ever seen a real robot? Câu 3, 5, often, what? Câu 3 thì hiện tại đơn. 5 là ngôi thứ 3, CS, động từ what thêm ES. Câu 4 thì hiện tại hoàn thành. Câu 5, mệnh đề ít chia hiện tại đơn và mệnh đề chính chia tương lai đơn. Câu 6, sau mai động từ nguyên mẫu. Em have và để nguyên mẫu. Number 7, các em nhìn trạng từ seen. Câu này chia hiện tại hoàn thành, has, work, thêm đi. Câu 8, các em nhìn cho cô trạng từ next week. Câu 8 chia tương lai đơn, will it. Câu 10, yesterday. Câu 10 chia quá khứ đơn. Câu phủ định, các em mượn trở động từ didn't, động từ visit để nguyên mẫu. Câu 11, chia từ hiện tại hoàn thành, có trạng từ at the moment, I am reading. Câu 12, never, before, có câu này chia hiện tại hoàn thành. He has never met. Met là quá khứ phân từ của động từ miss. Các em cố gắng ôn tập thật là tốt. Cô chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.